có rất nhiều kênh trên YouTube. Vậy làm cách nào để bạn khuyến khích người xem đăng ký kênh của mình? Làm cách nào để bạn thuyết phục người đăng ký nhấp vào video của mình? Chào các bạn, tôi là Karina Ragoyo và tôi có một kênh có tên là English in Brazil để dạy tiếng Anh cho người Brazil và thảo luận về nhiều chủ đề liên quan đến việc tiếp thu ngôn ngữ thứ hai này. Tôi bắt đầu tạo kênh của mình từ 4 năm trước. Lúc đó chưa có nhiều kênh tạo nội dung giống như nội dung mà tôi làm, nhưng giờ thì càng ngày càng khó để nổi bật trên YouTube. Kể cả khi kênh của bạn có đối tượng mục tiêu rất cụ thể như kênh của tôi, người xem có nhiều lựa chọn và đăng ký hàng nghìn kênh trên YouTube. Trong video dài tập này, tôi sẽ chia sẻ một số điều giúp tôi nổi bật so với các kênh giáo dục khác ở Brazil. Điều này cũng có thể giúp bạn tăng tối đa cơ hội thành công của mình. Trong video đầu tiên này, chúng ta sẽ nói về diện mạo của kênh và diện mạo này gây ảnh hưởng thế nào đến người xem để họ theo dõi bạn hoặc không. Trước tiên, hãy nói về biểu ngữ kênh. Bạn có thể nghĩ rằng trang chủ của kênh giống như mặt tiền cửa hàng. Đó là điều đầu tiên hoặc là một trong những điều đầu tiên mà người xem sẽ nhìn thấy khi tìm thấy kênh của bạn. Biểu ngữ kênh giúp họ hiểu được kênh của bạn có chủ đề gì. Ví dụ như khi người xem nhìn thấy biểu ngữ kênh của tôi, họ ngay lập tức hiểu được kênh của tôi có chủ đề gì. Biểu trưng của kênh có dòng chữ English in Brazil là đủ nói lên tất cả. Ngoài ra còn có ảnh và tên của tôi giúp củng cố thương hiệu của tôi. Biểu ngữ còn cho biết tôi đăng video hàng tuần. Điều này rất quan trọng vì cho người xem thấy rằng họ sẽ tìm thấy nội dung mới trên kênh của tôi bất cứ lúc nào. Biểu ngữ cũng mô tả loại nội dung mà người xem sẽ tìm thấy trên kênh của tôi. Mẹo phát âm, ngôn ngữ học, lớp học Anh văn, mẹo học tiếng Anh, văn hóa và du lịch. Khi mới bắt đầu tạo kênh, tôi không có biểu ngữ phù hợp, nhưng tôi nhận thấy biểu ngữ ảnh hưởng đến cách tôi nhìn kênh của người khác. Việc sử dụng màu sắc và thiết kế cụ thể rất quan trọng để tạo bản sắc riêng. Như các bạn có thể thấy, màu tôi dùng là xanh lam, hồng và xám. Giờ chúng ta sẽ nói về tab giới thiệu. Các bạn có thể chưa bao giờ chú ý đến tab giới thiệu. Nhưng đừng nên như vậy nhé. Trước tiên, tab này giúp người xem biết thêm về bạn và kênh của bạn ngay lập tức. Với tôi, người xem sẽ tìm thấy thông tin về nghề nghiệp giáo viên và chuyên gia ngôn ngữ, cũng như các chủ đề mà tôi thảo luận trên kênh của mình. Thứ hai, mọi người có thể tìm thấy thông tin trên tab giới thiệu trên Google tìm kiếm. Đó là lý do bạn phải sử dụng từ khóa trong phần mô tả kênh. Cuối cùng, chúng ta sẽ nói về đoạn giới thiệu. Tôi phải thú nhận rằng tôi chưa có đoạn giới thiệu. Xấu hổ thật, xin lỗi các bạn nhé. Nhưng tôi rất thích khi mọi người tóm tắt nội dung trên kênh của họ trong đoạn giới thiệu. Đoạn giới thiệu giống như ảnh chụp nhanh thể hiện cá tính và nội dung của người sáng tạo, giúp tương tác với người xem trước khi họ đăng ký kênh. Điều đó có tác dụng với tôi và chắc chắn gây ảnh hưởng đến quyết định của tôi là có đăng ký kênh hay không. Có lẽ tôi nên tạo đoạn giới thiệu của mình. Vậy là các bạn đã tìm hiểu về kênh. Vậy còn video cụ thể của các bạn thì sao? Làm cách nào để các bạn khiến người xem nhấp vào video đó để xem? Trong video lớp học nâng cao tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho các bạn biết cách. Hãy nhớ đón xem nhé! Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm tạo video tại trang web invideo.design.